Dạ, xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa vẫn còn đang ở trong xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quý bà cô chú anh chị, hôm nay Khương Dừa quay phim Trùm Nổ á. Dạ, mà hôm nay bị trễ tiến độ độn xíu rồi, tại vì ngày đầu tiên hơi mọi thứ hơi cập rập xíu. À, bây giờ thì mấy anh em đang ăn cơm tối. Có gì vậy? Có gà, có đồ ăn trong đây luôn hả? Rồi, cơm sườn. Đây ăn cơm hộp đây mấy em nó mua cũng ngon lắm. Anh Trung có canh chưa anh Trung? Trời ơi. Trời ơi, sáng giờ quay mới có 7 phân đoạn nè. Mà trong khi 18 phân đoạn. Ăn cơm. Đây xin mời bà con cô bác nha. Trời. Sáng giờ quay mới có 7 phân đoạn ha. Còn 6 phân nữa. Còn nhiều lắm á. Dạ. Mấy nội đó cũng dễ mà. Nội nhà nội. Rồi sáng này sáng cái cảnh kia nó mới cực á. Cái đá gà luôn. Cảnh cua. Dạ. Dạ. Có ghế không ta? Đây có. Cuối cùng vẫn còn hai ông cháu mình. Không phải. Hai ông cháu không cạnh chính. Ngon không con? Ăn đi. Canh anh. Lấy canh. Xe mình đậu gần đây không chứ? Tú đẳng hả? Anh Trung này sáu mấy rồi, anh Trung? Sao làm? Khỏe quá. Ôi. Chung 65 à. Cái Lâm lớn hơn 3 mà 4 tuổi. Anh tên Lâm Sáu, chú thân. Dạ. Chú Hân. Cha mẹ em tôi sủ. À, mới năm 4 à. Dạ. Em biết hồi xưa cách năm mấy năm. Bây giờ này mới về, nhảy đi hát luôn, mình mới hôn đình luôn. Hát đi, còn... đi diễn 9 show, từ 7 show 9 show. Sài Gòn đó. Ừ. Rồi hai xong tới 12 giờ mấy chạy vô lúc đó là quay cái lương, thu cái lương. Trời ơi, thu tới 2 3 giờ. Ngủ được 3 tiếng đồng hồ, không có đêm nào anh ngủ được 4 tiếng hết. 3 tiếng đồng hồ là đồng hồ báo thức đứt dậy đi lên bên ngoài quay. Sao làm nổi vậy? Quay cái chuyện mai sao ngộ đó, làm vậy mà mình làm như mình quen sức nó không mệt. Giống như là hồi lúc mà mệt nhưng mà nhảy vô cái máy quay là có năng lượng không? Năng không có năng lượng, thấy cái máy là ốc nổi. À. Sợ luôn hả? Quay mỗi ngày mà. Rồi biết không, sáng mà cái người quá trang mà để cái bông phấn vô đây nó lạnh lạnh nè. Là ốc nổi hết trơn rồi. Dạ. Quay giết rồi vậy đó. Cảm giác sợ luôn nhưng mà anh không bao giờ trắng nổi. Đen dữ lắm luôn, tại quay hồi xưa mà anh. Dạ. Quay ngoài ruộng, ngoài nương, ngoài cảnh, ngoài cả lương mà. Dạ. Quay mưa bụi mới kịp. Dạ. Tối hát Hà Nội. Hát xong Hà Nội xong mà quay cái từng ngày. Còn thu lắm ta. Còn thu nữa. Ừ. Quay cái lần lễ anh về sân tới Sài Gòn là 8 giờ sáng bay về Sài Gòn 8 giờ xe rước rồi lại quay tới 3 giờ mới mưa bụi thả anh chạy ra sân bay Hà Nội tiếp. Lúc đó là cho anh Trung là hút dữ lắm không? Khán giả thương yêu quý lắm hả? Thương tại vì Hà Nội khán giả thương dữ lắm. Dạ không nghe má. Tối nay chắc không về má ơi, con quay đêm má ơi. Con về quận 8 ngủ. Tối nay chắc con quay đêm, con không có về, con về quận 8 ngủ. Tại sáng mai quay Bình Chánh. Dạ không, con không có về, qua đang ăn cơm à. Không có, tối nay không có về hả? Dạ. Dạ má. Nó không qua hình dắt chơi. Không phải dắt à? Mày vợ đây. Mày vợ nào? Nhỏ mới này mới đẻ ra mới 2 ngày à? Dạ. À, bữa nay nó được 2 tháng 2 mấy à? Ăn hận quá, bây giờ cái này sao ăn đây? Nó không có cái nỉa hết. Hả? Cầm ăn qua. Được không? Được. Rồi lát rồi lấy sao chùi? Rửa đâu?
làm kinh khủng ai cũng vậy anh. Bởi vì anh bây giờ anh làm người ta sợ anh cực á, quen rồi, không có sao hết trơn á. Anh Mỹ buồn lắm, không có được quay đâu anh. Mỹ lâu giờ thiếu anh hợp đồng với Dân Sơn đó, anh đâu được quay ngoài. Thành thử ra đó lâu lâu Dân Sơn quay một lần vậy thôi chứ còn không có, không có làm, không có làm được đâu. Anh về anh mới làm YouTube, mới làm YouTube đây chỗ anh hồi quay cho Trâm á, rồi bắt đầu quay YouTube á. Chắc hồi xưa anh không chịu quay. Nếu anh chịu quay, quay lâu nó hồi xưa để tính quay là để bổ sung du ký, anh đi toàn tất cả các nước mà, thì anh quay nhiều lắm. Đó YouTube chưa mạnh. Dạ. Nhưng mà mình ngại quay á, ngại quay mấy cái đó mà quay tuồng tích rồi anh quay. Làm thấy cũng vui vui, làm YouTube thấy cũng vui vui. Sáng nay là anh Trung đánh đóng cảnh leo cây ra trong xoài rồi hai anh cháu lặn xuống. Leo cây anh nhát lắm, cao quá, độ cao quá anh nhát. Anh biết hồi đó anh mua cái chung cư hồi xưa đó, mười mấy năm trước anh mua cái chung cư ở quận nhất á, rồi để dành về đi đêm về đi nhậu rồi đó, hay là đi hát nhiều khuya đó là té té tấp đó ngủ. Chứ còn nhà hồi trước xưa cái biệt thự anh quận 7 á, mà anh khi mà giao cái chung cư cho anh rồi đó, cái căn hộ cho anh rồi, anh leo lên tầng 20 đó anh dòm xuống kia nó tôi bác lại sợ lắm. Anh định nhìn hơn chị, nhưng mà ta nhờ cái đó ta nhìn cái view mà anh sợ. Bởi vì anh sợ mới vô duyên. Bên miễu vậy lên cái chỗ mà đó là cả trăm tầng gì đó, mà ở dưới kiến không mà nghe, nhìn xuống dưới đó, là thấy con xe chạy giống như con kiến. Nhưng Sơn kêu anh ra quay đâu dám đâu, nó thôi thôi không quay đâu. Nhưng nó không được, nó có mặt ông mới được, nó kéo tôi kéo ra. Mà tôi lết không à, đuổi em ra, không dám đi. Tôi lết, anh coi lết, anh có mặt Dương Sơn á, đỡ ngó dưới. Dạ. Hồi trưa là tính cho anh leo một cái tường, cái cửa mà cao quá, anh cũng sợ. Cái chỗ cái cổng đó là không có chỗ ngồi nữa, đúng không có chỗ ngồi, anh sợ. Không có thế. Cái này anh nói chung là đóng vai ông ngoại con dưỡng ông cho cháu à, coi như là hai cháu từ đầu tới cuối. Anh đạo diễn phim anh biết rồi, mình làm phim kênh YouTube đó, thì nó nhẹ chút, chứ còn phim mà chiếu rạp đó, nặng quá. Dạ. Quay nặng có khi có 5 phút phim mà quay cả ngày trời. Kỳ được bắn anh ở dưới sông Sài Gòn á, Đồng Nai á, mà công an được bắn anh mà anh đó bánh neo anh với một ngày luôn, anh lên nhà mặt anh lột hết trơn luôn. Em đúng không? Còn để đây lấy cái quan. Không biết của anh á. Để của em đi đây đúng không? Thì đúng rồi. Không có đường, không có béo. Bắp còn, bắp với bờ. Ăn không nổi anh sang cà phê cây ăn anh nè. Dạ. Góc của anh là Bình Chánh vừa. Quên Bình Chánh luôn hả? Bình Chánh, sanh đẻ đó, hồi đó anh tu nó, 5 tuổi tu đó đó. Tu chùa đó luôn. Cái chùa chỗ Đa Phước á, xã Đa Phước á. Quê Đa Phước hả? Quê Đa Phước. Rồi cái anh tu tới 10 tuổi anh mới ra mê cái lương quá, 11 tuổi mới ra đời. Nhưng mà ba mẹ anh có ai cái lương không? Không. Nhưng mà có đàn cái tài tử. Tại hồi xưa là giống như gia đình anh khá, anh chủ ruộng á. Thì tới mùa lúa đó người ta tá điền phải trồng lúa cho mình. Thì rồi cái đổ đóng 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 đó thì mấy ông anh phải giữ lúa. Giữ lúa mấy ông đờn ca cho cái anh mê. Anh mê ra coi đàn ca tài tử chơi vậy mà. Anh mê anh chơi cho đỡ buồn rồi đó. Cái anh mê quá. Cái lên khi mà là không nhà không ai luôn á. Không có ai đi cái lương. Thấy sao lên Sài Gòn anh mới đi học. Học qua thế hệ văn phục á. Với ông nhạc sư Nam Hưng á. Ủa nhưng mà lúc đó là
anh được phát hiện là anh hay là muốn đi học anh theo vậy? Anh muốn đi học, anh mê đi học. Qua tới đi học đó rồi em gác bỏ bên. Tới 15 tuổi anh đi học, anh đi ca nhạc, nhiều ca sĩ, anh phái ông Cường. Đưa làm ca sĩ, ca sĩ hát nhạc tư nhạc tiếp rồi còn cái đồng nhạc á. Làm ca sĩ cho sau khi 75 giải phóng cái anh đi theo ông này ông kia anh học ca sĩ đi hát vòng 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 mà lúc đó ở bên ca sĩ là phải hát nhạc đỏ. Cái anh cũng trôi dạt với miền Tây tùm lum đoàn này qua đoàn nọ, cái mà ca nhạc ở dưới quê đâu có ăn lắm đâu. Cái anh vô tình anh vô cái đoàn hát cải lương chơi, tại vì có thằng bạn nó đóng trong đó, nó dính luôn tới giờ luôn. Vô cái luôn rồi theo cái luôn tới giờ luôn. Vô đó tự nhiên cái máu hồi nhỏ phát vậy nên luôn. Nhưng mà sao chuyển qua hài không? Thì đi vô trong đó mà mình hát mà, rồi có giai nào hát giai nấy, mình là cuối cùng bầu hát được mấy năm á, mấy năm giai kép. Hát kép luôn hả? Kép chánh luôn. Chánh luôn hả? Dạ, hát được 2-3 năm gì đó, cái ông bầu, có ông bầu ông nói ông Hề ông về Sài Gòn rồi hát đỡ cho ông mấy ngày đi, buồn buồn lắm mà ở đó hát cái chánh mà đưa quá hài buồn lắm, coi như là mình bị xúc phạm. Ông bầu không ông bầu có thương mình à, nhưng mà tự nhiên hát 2-3 ngày cái thấy người ta cười nhiều quá, ở dưới quê mà hát gì ta không cười, người ta cười nhiều quá thôi tự cái tự nhiên chuyển tới giờ luôn. Nhưng mà giọng cười anh là có thương nào không? Ông cười anh làm từ ông thầy anh bác sinh ra nhân trung á, nhưng mà ông cười khác, mình đã có gì riêng của mình. Thành thử ra khi mà anh quay cái bài tìm bài ca tìm mẹ, cái tuần kịch bản là bài ca tìm mẹ cho đặc của Đặng Vũ Trang, anh hát cái tuần đó là anh bật lên ghê, anh cứ nhờ giọng cười á, anh làm gia trưởng ấp á, anh về gái á, anh về vợ cán bộ cười, ta cười quá trời luôn. Là từ đó cái tuần đó anh nổi, anh coi như là anh làm có tiền nhiều. Nhắc hơn mấy về cười. Nhưng mà cái người mà phát hiện anh á là anh Thanh Điền. Thanh Điền cái chị Thanh Công Huệ. Hai anh chị lớn nhiều tuổi em nhiều không? Cũng lớn hơn. Chắc chị Thanh Công Huệ đâu lớn hơn chị anh nhiều đâu. Không có Thanh Công Huệ là chắc chị lớn hơn vậy về đủ thôi. Nhưng mà tao vô ngày trước. Tao vô chỉ nổi danh mà, vậy anh chỉ nổi danh quá. Anh Điền là đạo diễn cái tuần mà đưa anh lên á. Dạ. Anh Điền anh đưa anh một cái tuần một thôi là anh nổi danh. Wow. Cái đó là chấp cánh tuần chấp cánh chi bằng á. Anh nổi danh. Bởi vậy bây giờ mà thầy anh là ông Văn Trung. Mà cái người mà giúp anh nổi danh là anh Thanh Điền. Bây giờ nhiều lúc qua mình anh ngồi suy nghĩ chén cơm anh được ăn, cái quần áo hiệu rồi mình mặc. Chiếc xe mình đi là nhờ một tay của anh Thanh Điền, cái chị Thanh Huệ. Ăn cơm không nổi luôn á. Nhưng nói chuyện không quên đó, ăn quên, ăn không hoài luôn. Ăn vào luôn. Mình thì coi nói chung diễn từ hồi nhỏ chứ mình cũng đâu biết là anh đến với ngày sau hết bà con cô bác vậy. Hôm nay ngồi tự nhiên anh nói với mình không biết. Dạ đây là dạ Lý Tiểu Long. Dạ Lý Tiểu Long nhập. Lý Tiểu Long nhập một dài lép. À Thức ơi, giúp anh này đi chứ, để bài tùm lum hết thôi. Ăn cơm xong rồi giờ chuẩn bị mấy ông cháu vô mi đường dây để quay nha quý bà cô chú anh chị. Dạ. Là quý bà cô chú anh chị. Mình coi có cảnh nào mà nhà mình đó sẵn đây mình quay luôn đi. Mình ráng ok. Ráng bữa đầu ok. Bữa sau mình dời cảnh khác rồi mình không có trở lại đây nữa. Không. Dạ cảm ơn quý bà cô chú anh chị nha. Dạ hẹn lại quý bà cô chú anh chị. Hôm nay giờ đang quay á hả? Dạ đang quay. Chào tất cả quý vị. Ok. Cảm ơn. Bye bye. Dạ.